Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thị trường đã xuất hiện một số loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng. Cụ thể, cơ quan công an cho biết tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng mang các series BD, PH, QZ, ZF, PB, R5, trong khi đó tiền polymer giả loại 50.000 đồng có series EX, loại 20.000 đồng series FA. Để nhận biết tiền giả, lực lượng chức năng lưu ý hình ảnh, hoa văn trên những tờ tiền này không sắc nét. Hình định vị không khớp khít, không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhòe. Cửa sổ lớn làm giả cụm số dập nổi bằng phương pháp in. Đặc biệt, khi soi dưới đèn cực tím, số series dọc và số series ngang không phát quang và có thể nhìn thấy rõ cụm số mệnh giá giả dập nổi dưới đèn cực tím. Bên cạnh đó, loại tiền giả polymer không được làm từ polymer nên không đàn hồi, các hình bóng chim không tinh xảo. Trong tiền thật, hình ảnh Bác Hồ cũng như hình chùa một cột được in sáng trắng, rõ nét, khắc họa chi tiết. Công an Bắc Giang lưu ý thêm nếu vuốt nhẹ tờ tiền, ở tiền thật sẽ cảm nhận được các chữ in nổi cũng như độ nhám, trong khi tiền polymer giả bóng loáng hoặc không có hình in nổi. Bên cạnh đó, người dân có thể ngửi thử tờ tiền vì polymer có mùi thơm đặc trưng, dễ nhận biết, còn tiền giả có mùi nhựa hoặc mùi nhựa ni lông nồng. Một cách nhận biết khác là nghiêng tờ tiền, ở tiền thật mực sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc ngược lại, trong khi tiền giả không đổi màu hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật.